vào không khí sôi động của trận cuối giải đua xe mô tô Việt Nam 2022. Hôm nay em về nhất, cảm xúc vui nhiều hơn hôm qua. Hy vọng mùa giải tiếp theo em có thể tiến bộ càng nhiều hơn. Cái xe đó là một trong những cái xe dành cho những người nhẹ cân. Cái thứ hai là cái lốp của nó khá là nhỏ. Cái việc mà các bạn có số ký nó hơi nhiều một xíu thì cái phần đường thẳng sẽ rất là khó khăn, bởi vì trường đua F1 lần này rất rất nhiều cái đường thẳng mà để cho các bạn núp gió, thì cái đó là một bất lợi của xe. Winner ngày hôm nay nó cố gắng luyện tập rất nhiều ở trên những sân khác, những khúc cua khác nhau để cố gắng hoàn thiện hơn mình, hoàn thiện nhất. Đánh giá về khâu công tác thì rất chuyên nghiệp. Cảm ơn Honda Việt Nam và nhà tài trợ đã tạo sân chơi chuyên nghiệp cho tụi em tham gia. Về mặt thời tiết và lẫn trường đua mới, về mặt thời tiết ở miền Nam thì rất là nóng, ở miền Bắc thì rất là lạnh vào mùa đông này, khiến mặt đường rất là lạnh và mình có một hai lần té ngã tại trường đua Hà Nội này.